Chào mừng quý vị trở lại với kênh Bonsai TV. Trước màn ảnh của quý vị và các bạn là một tác phẩm cũng rất là đình đám thời gian vừa qua. Một tác phẩm đã được rất nhiều ống kính ghi hình lại. Đó là tác phẩm Họa Kỳ Nân thuộc sở hữu của anh Triệu Bùi. Vâng, hôm nay tôi có mặt tại nhà anh Triệu Bùi để ghi hình lại hai cái tác phẩm si rất là quý. Hiện tại anh đang sở hữu. Đầu tiên tôi phải nói đến đó là tác phẩm rất là đặc biệt, Họa Kỳ Nân. Đây là về cái tổng bóng này, quý vị và các bạn nhìn. Nó cũng như cái tên mà anh đặt cho tác phẩm này, Họa Kỳ Nân. Quý vị và các bạn hãy hình dung tổng bóng của nó như một con kỳ nân. Và có những cái đường thân, những cái chân móng bấm ra như một con kỳ nân đang ngoảnh đầu nhìn quý vị và các bạn. Thật sự là một cái tên đúng với cái dáng thế của cây này. Thì như vừa rồi cái thời gian vừa rồi thì cái tác phẩm này cũng được rất là nhiều người chú ý, cụ thể là trong hai cái triển lãm gần đây nhất. Đó là triển lãm ở nhà vườn anh Thinh Chọc, và tiếp theo đó là triển lãm ở Linh Bình. Và vì đây là một tác phẩm si rất là đặc biệt nhất từ trước đến nay. Qua những lời đánh giá của anh em chơi cây cùng với cả khán giả bốn phương khi mà tham dự triển lãm, thì trong cái lần triển lãm ở Linh Bình vừa rồi cũng rất là nhiều các đại gia có ý muốn sở hữu cái tác phẩm này. Nhưng mà qua cái tâm sự của anh Triệu thì anh vẫn còn rất là nhiều duyên với cả tác phẩm này. Cho nên hiện tại là cây vẫn đang ở tại nhà vườn anh Triệu. Thì tôi sẽ cố gắng quay hết các cái góc cạnh, các cái vẻ đẹp của tác phẩm để gửi đến quý vị và các bạn. Để quý vị và các bạn, những ai chưa được ngắm trực tiếp tác phẩm này, thì những cái thước phim của tôi sẽ gửi đến một phần nào những cái vẻ đẹp của cây. Về cái đầu tiên thì quý vị và các bạn nhìn cái tổng bóng, tổng dáng của cây. Vâng, như một con kỳ lân đang ngoảnh đầu nhìn. Cái phần thân dễ chạy lên ấy, thì như mình con kỳ lân rồi. Phía đằng trước này hai cái chân bấm móng vững chãi. Thì thực sự là cũng không có gì để nói khi mà cái tên của tác phẩm đã nói lên rất là nhiều về cái tác phẩm này. Vâng, bên cạnh đây là một cái hình mẫu. Một cái hình mẫu. Thì các bạn, nếu mà như con này quay đầu lại nó nhìn, quay sang ngang này, thì đây chính là tác phẩm đặc biệt này. Sở dĩ tôi luôn nói cái tác phẩm là đặc biệt, và đây là một cái tác phẩm gần như là không có trong một cái dáng thế cố định nào cả. Và chỉ có thiên nhiên ban tặng cho có những cái tác phẩm nó có những cái hình thù đặc biệt như này. Về cái phần bệ đế của cây thì đế cũng được trải đều xung quanh. Một số cái đường tạo tác thì hiện tại cũng đã được bò rất là nhiều. Nó chỉ 1-2 năm nữa thì nó sẽ phủ hết. Đây, những cái móng rất là vững chắc như thế này. Phía đằng trước này thì nó có độ gầm ghì rất là kinh khủng như thế này. Và đặc biệt ở cây si này thì nó cũng rất là quý ở cái về cái chất liệu. Chất liệu đây là dòng si búp hồng này, quý vị, lá rất là dày tròn
một dòng si rất là quý, anh em trong giới chơi cây đánh giá rất là cao. Phần đầu của con kỳ nân này thì quý vị và các bạn nhìn rất nhiều tay, và bây giờ cũng gần như là tương đối dăm mọc ra rồi. Rất là nhiều cái u cục ở các cái đầu tay như này. Đây là một tác phẩm si nhiều đầu kết hợp lại tạo thành một cái hình dáng tổng thể rất là hài hòa. Tôi đang quay ở ngoài, trời rất là nắng, một số góc cạnh sẽ ảnh hưởng ánh sáng, quý vị và các bạn cũng thông cảm. Và cái đường chạy của thân cây thì quý vị và các bạn cùng nhìn, nó đường chạy của thân này khá là mềm. Tuy là một cây rất lớn nhưng các cái đường chạy của thân cây rất là dẻo, và đặc biệt là phần thân rất là nhiều u cục chảy nhũn hết rồi. Đây, thưa quý vị và các bạn, cái phần thân này nó cũng rất là dẻo này, các cái đường bẹ rễ nịt hết lại với nhau. Và cũng như một số các cái kênh về chuyên về bonsai này, đã quay rồi, đã lột tả cái vẻ đẹp của tác phẩm này, thì tôi một lần nữa tôi muốn hướng ống kính để nhấn mạnh lại các cái vẻ đẹp của tác phẩm để gửi đến quý vị và các bạn. Là một tác phẩm rất là nhiều đầu nhưng kết hợp lại thành tổng bóng của một con kỳ nân đang rất là dũng mãnh. Đẹp quá quý vị ạ. Quý vị nào vừa rồi tham gia cái cuộc triển lãm ở Linh Bình ấy, thì cũng được chứng kiến cái tác phẩm này rồi. Được giới chơi cây đánh giá rất là cao. Vâng, chỉ có thiên nhiên mới tạo nên được những cái tác phẩm đẹp thế này. Qua đó bàn tay con người tiếp tục gây dựng lên thành một siêu phẩm trong tương lai. Không phải những cây nào cũng gắn được cái tên siêu phẩm, nhưng đây sẽ là những cái siêu phẩm về các cái nét độc đáo, độc dị, và đúng là không có nhiều những cây có những cái vẻ đẹp thu hút người xem đến như thế này. Quá nhiều lu cục ở với cái phần tay cành của cây này. Quá đẹp. Lúc để ở nhà kinh chưa đắp rêu đắp chất gì, cứ linh tinh nó chưa nảy mầm. Đúng rồi. Ra nhìn nữa. Nhìn càng ngắm nó có độ sâu. Như thời gian vừa qua thì ở triển lãm Ninh Bình đấy, rất là nhiều các cái đại gia đã có lời, nhưng mà cái duyên của tác phẩm này với anh Triệu vẫn còn, cho nên là chúng ta hiện tại cũng vẫn đang được ngắm tác phẩm này ở tại nhà vườn anh Triệu. Anh thấy thế nào với cái đám lu cục phía đầu của hoa kỳ lân này? Nói chung là khá
hàng của u yếu bệnh viện trả về rồi. Không còn thuốc chữa. Nó rất là hay ở cái là rất là nhiều lưu cục nhưng nó vẫn có cái khe đường các cái đường chạy lắm. Vẫn nhìn được hết tổng của thân. Nhiều nhưng mà đường chạy của thân rất là mạnh dạng. Đẹp thật. Đúng là như con kỳ lân ngoảnh đầu sang nhìn khán giả quý vị ạ. Rất là dữ nhưng mà càng ngắm thì càng thấy cái sự hiền hòa. Tổng bóng một cây rất là ăn nhập quý vị ạ. Đây những cái đường thân chạy khi mà đi vòng xuống như thế này. Đây tôi phải sang cái góc này tôi quay để quý vị và các bạn tiện hình dung. Đây đường thân chạy vòng lên này. Về phía bên kia là ngoảnh đầu sang bên kia rồi. Phía bên này có những cái đường lườn nó chạy xuống như này. Đó. Vô hình dung là để tạo thành những cái như kiểu là cái chân của con kỳ lân đấy. Nhào ra phía trước và bám thật chặt và thể hiện cái thế dũng mãnh. Đẹp quá quý vị ạ. Độc dị lạ. Nhưng mà kết hợp lại thành một cái tác phẩm rất là có hồn. Không biết rằng ống kính của tôi có giúp cho quý vị và các bạn nhìn thấy hết cái vẻ đẹp của tác phẩm không. Thực tế bên ngoài nhìn là tác phẩm thật là mê hồn quý vị. Vì là cây rất lớn ở phía bên trên tôi cũng không lấy được cái tổng cái đường chạy ở phía trên này. Cho quý vị và các bạn cùng hình dung. Đẹp quá quý vị ạ. Vâng, tôi cũng xin dừng cái cuốn video này ở đây. Chúc quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, nhiều thành công trong công việc. Quý vị yêu mến xin hãy đăng ký để ủng hộ kênh, like, chia sẻ để nhiều người biết đến. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ở những cuốn video sau.